Nói đến TV, nguyên tắc trước này có sẵn là nhà sản xuất cung cấp nội dung và khán giả chỉ việc xem. Nhưng bây giờ truyền hình tương tác cho người xem góp sức. Thay vì chỉ có một cốt truyện, bà thực sự có thể thay đổi diễn biến của câu chuyện bằng cách đưa vào các lựa chọn để làm câu chuyện diễn tiến theo những hướng khác nhau. Công ty khởi nghiệp Echo có trụ sở tại New York đang làm điều đó với các video tương tác của họ. Chúng tôi đã phát triển một nền tảng cho phép người xem tương tác với video trực tiếp. Vì vậy khi Jill, nhân vật chính trong một chương trình của Echo, tình cờ gặp một anh chàng trong một bữa tiệc mà không thể nhớ tên anh ta hoặc nhớ đã gặp anh trong hoàn cảnh như thế nào, người xem có thể giúp cô ấy. Cô có nhớ tôi đã nói với cô rằng tôi muốn trở thành một chuyên gia nắn xương khớp cho động vật không? Ồ oh, vâng, đó là khi chúng ta bạn thấy đấy có hai dạng khán giả. Có khán giả sẽ bấm vào dòng chữ When Swimming at the Beach vì họ đang cố gắng giúp nhân vật nữ này thành công. Và có khán giả sẽ chọn Start a Dumpster Fire tại nhà thờ hoặc tại cơ sở kế hoạch hóa gia đình vì cơ bản họ muốn xem chuyện này có thể tệ đến mức nào. Những người phản đối truyền hình tương tác cho rằng công nghệ này chẳng khác gì sự tham gia và kiểm soát của người chơi trong các trò chơi video. Truyền hình tương tác có thể cộng hưởng với người xem hay không còn tùy với đối tượng khán giả. Trong số khán giả trẻ, tôi nghĩ bạn sẽ thấy ngày càng có nhiều người sẵn sàng thử nghiệm. Các thương hiệu lớn đã bắt đầu thử với truyền hình tương tác. Vẫn còn khá sớm, nhưng khi bạn thấy những thương hiệu như Netflix và Walmart bắt đầu bỏ tiền và thời gian vào công nghệ này, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vài năm nữa chúng ta sẽ bắt đầu gọi đây là một sự thay đổi lớn. Giống như câu nói lâu nay, khán giả sẽ phải chờ xem.